Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 0, 5, 0, 0, 3, 3, 0, 4. Giải 6, các vé tận cùng mang số 0, 0, 0, 6, 9, 8, 4, 0, 3. Giải 5, các vé tận cùng mang số 4442 8794 0770 4164 9580 2289. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6231 8284 9269 9672. Giải 3, các vé tận cùng mang số 73816 67764 43647 87238 05097 79517. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 85139 84162. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 83761. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 65179 với mã vé số đặc biệt lần lượt là 3UA, 4UA, 5UA, 7UA, 10UA, 12UA, 15UA, 17UA.